Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Daxi là một con bài thuộc hệ ma pháp nghị viện, nhà pháp sư. Và có chiêu thức là lập phương thứ nguyên. Daxi tạo ra một lập phương thứ nguyên tại điểm đã chọn. Thứ sẽ bùng nổ sau 1,25 giây và gây sát thương phép. Tầm chiêu của Daxi sẽ bọc quanh trong phạm vi 9 ô xung quanh khu mục tiêu và gây 1000 dam ở level 1, 1500 dam ở level 2 và 2000 dam ở level 3. Tuy chỉ là tướng level 1, giá trị 1 vàng và đam cũng tàm tàm, nhưng mà con bài này có tỷ lệ thắng cao nhất trong server cờ liên quân, nên là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về con bài Daxi này nhé. Ở level 1 thì Daxi có 1980 máu, đam tay là 180 đam, và mỗi phát đánh thưởng mình sẽ nhận 16 mana. Với chỉ số mana max là 70 thì sẽ mất khoảng 5 phát đánh thưởng để nó ulti. Tuy nhiên thì mỗi phát nhận đam nó sẽ nhận lại 4 mana. Nghĩa là giả sử nếu mà bạn đánh một phát này và bạn nhận một phát đam thì các bạn sẽ có tổng cộng 20 mana. Và như thế thì sẽ chỉ cần mất 1, 2, 3, 4, khoảng 4 lần đánh thường thôi là bạn sẽ được ulti. Trong khi đó thì Daxi level 2 thì có lượng máu là 3564, đam tay là 324, và mỗi phát đánh thường bạn sẽ nhận được 21 mana, trong khi mỗi lần nhận đam thì bạn sẽ nhận lại 7 mana. Có thể thấy so sánh ở đây thì con Daxi level 2 nó sẽ ulti nhanh hơn rất nhiều so với con Daxi level 1. Còn level ao trình level 3 sao thì con Daxi sẽ có 7128 máu, đam tay là 648, và mỗi phát đánh thưởng sẽ là tận 40 mana, gần hơn một nửa số mana. Trong khi đó mỗi phát nhận đạm chỉ nhận được 14 mana thôi. Tuy nhiên trong game thì mình thấy cũng không nhiều người lên Daxi 3 lắm, nên là anh em có thể cân nhắc để có thể lên level Daxi 2, thực là mình nghĩ cũng đủ rồi. Về vị trí đặt của Daxi thì bởi vì lượng mana nhận lại của Daxi khi mà ăn đam hay dính đam thì cũng không được nhiều, và con bài này cũng là con bài pháp sư máu mỏng, nên mình sẽ ưu tiên để ở các tuyến sàng sau, có thể để ở hai góc thế này hoặc là có thể để tùy chỗ nào các bạn tùy chọn. Vì Daxi là nhà ma pháp nghị viện, trong đánh rank mình thường kết hợp với Sephera để kết hợp đánh nhà trợ thủ. Ngoài ra thì nó không có tác dụng gì nhiều lắm, nhưng mà đó là tác dụng chính của Daxi. Để counter con bài này thì cũng khá là dễ, anh em chỉ cần để xa cách tướng xa nhau ra là được. Ví dụ như kiểu con tướng này sẽ cách con tướng kia một ô, và gần như Daxi sẽ không thể nào ulti được hai con cùng một lúc. Vậy thôi, video hướng dẫn chơi Daxi này của mình đến đây là kết thúc. Mình sẽ tiếp tục series hướng dẫn từng tướng một trong liên quân, nên là anh em hãy đón chờ nhé. Trong lúc đó thì chúc anh em leo rank vui vẻ.